Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 15 tháng 9 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần cuối diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco với các giám mục Colombia. Tiếp theo đó là các tiết mục giáo lý Hội Thánh Công giáo, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An. Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Mẹ đứng đó khi hoàng hôn tím mờ, nhạc thương trầm buông thất hiu. Đồi cao u hoài loáng máu đào. Con Chúa đau thương treo trên thập giá, hiến thân vì nhân loại tội tình. Mẹ đứng đó tâm hồn tê tái sầu, đồng không cùng con dấu yêu. Vì thương nhân loại bao khốn, đưa bao tâm hồn lạc hướng về bên mẹ. Mẹ tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 19, từ câu 25 đến câu 27. Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria và ông Clopas cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi diễn tả hình ảnh Đức Maria đứng dưới chân thập giá, linh mục nhạc sĩ Kim Long viết rằng: "Mẹ đứng đó khi hoàng hôn tím màu, nhạc thương trầm buông hắt hiu, đồi cao u hoài loang máu đào. Mẹ đứng đó tâm hồn tê tái sầu, đồng công cùng con dấu yêu, vì thương nhân loại bao khốn cùng." Những ca từ đã tạo nên bức tranh u buồn ảm đạm của một buổi chiều đau thương năm nào. Mẹ đứng đó không oán than gào thét. Mẹ đứng đó lặng yên, lòng quặn đau như bao lưỡi gươm đâm thấu vào tim, để hiệp với nỗi đau của người con yêu dấu đang phải chịu trên cây thập giá. Hình ảnh Đức Maria đứng kề bên thập giá cho thấy nỗi đau đớn tột cùng của mẹ. Trong trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Gioan không kể lể dài dòng, chỉ nói rằng đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người. Chứng kiến bao nhục hình Đức Giêsu phải gánh chịu, hẳn mẹ phải đau đớn nhiều lắm. Tuy đau đớn như thế, Đức Maria vẫn đứng vững bên thập giá. Điều này cho thấy sự cương quyết và lòng can đảm của mẹ
khi đương đầu với đau khổ. Vì thương nhân loại bao khốn cùng, vì thương nhân loại lầm đường lạc lối, mẹ chấp nhận những nỗi khổ đau đó cùng với Chúa Giêsu, con của mẹ. Nơi mẹ, một tình yêu bao la được mở ra thông qua những nỗi khổ đau để hiệp cùng với trên kia nơi thập giá. Trái tim yêu thương của Chúa Giêsu cũng phải chịu đâm thâu, xé toang, rộng mở ra cho tất cả nhân loại. Đau khổ nơi mẹ sầu bi là một tiếng nói sâu thẳm nhất của tình yêu. Suy ngẫm Đức Maria đứng dưới chân thập giá là suy ngẫm mầu nhiệm đau khổ mà mẹ đã đồng hành cùng với Chúa Giêsu, con mẹ. Mẹ luôn đau đớn nỗi đau của người mẹ, nhưng cũng can đảm hy sinh tình cảm của người mẹ cho chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Ước gì mỗi khi chiêm ngắm Đức Mẹ sầu bi, mỗi người chúng ta hằng biết tin tưởng rằng mẹ vẫn luôn đồng hành và âm thầm chia sẻ những nỗi thống khổ của từng người, như xưa kia mẹ đã đồng hành với Chúa Giêsu, con mẹ, trên đồi Càn Vê. Đồng thời, xin cho chúng ta cũng biết theo gương mẹ để có thể đứng vững vàng trước những đau khổ trong cuộc sống. Nhất là cũng biết sẵn sàng cảm thông, chia sẻ bao nỗi thống khổ với mọi người xung quanh. Lạy Chúa, khi Đức Kitô chịu treo trên thập giá, Chúa đã muốn cho Thánh Mẫu của Người đứng kề bên mà thông phần đau khổ. Xin cho chúng con biết noi gương Thánh Mẫu mà kết hiệp với Đức Kitô chịu khổ hình, để mai ngày được phục sinh vinh hiển cùng với Đức Kitô như Thánh Phêrô đã nói. Được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cũng được vui mừng hoan hỷ. Amen. Bước đi trong đời ngàn khó nguy cùng thương lối, mắt đăm say trông về Thánh Giá thần nơi. Lòng con bừng lên niềm tin mới cao vời, niềm tin cao vời, nguyện luôn nép thân bên mẹ vui sống muôn đời. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli được bổ nhiệm làm tân sứ thần tòa thánh tại Israel. Hôm 13 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli, đại diện không thường trú tại Việt Nam, làm tân sứ thần tòa thánh tại Israel, kiêm khâm sứ tòa thánh tại Palestine. Cho đến nay, Đức Tổng Giám mục Cirelli cũng là sứ thần tòa thánh tại Singapore và tại Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Đức Tổng Giám mục Cirelli năm nay 64 tuổi, sinh ngày 13 tháng 3 năm 1953 tại Bergamo, Bắc Italia. Sau thời gian thụ huấn tại trường ngoại giao tòa thánh, ngày 13 tháng 7 năm 1987, cha Cirelli bắt đầu được gửi đi phục vụ tại tòa sứ thần ở Cameroon, rồi New Zealand và Bộ Ngoại giao Tòa Thánh. Sau cùng, Ngài được gửi đi làm tham tán tại Tòa Sứ Thần ở Washington, Hoa Kỳ. Ngày 13 tháng 4 năm 2006, Ngài được thăng Tổng Giám mục và làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Indonesia. Trong thời gian sau đó, Ngài kiêm nhiệm thêm các chức vụ Sứ Thần Tòa Thánh tại Đông Timor. Gần 5 năm sau, ngày 13 tháng Giêng năm 2011, Ngài được bổ nhiệm làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Singapore, khâm sứ tại Malaysia, Brunei và đại diện không thường trú tại Việt Nam. Sau khi Malaysia thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Cirelli ngưng làm Sứ Thần tại đây và tại Đông Timor, và ngưng làm khâm sứ tại Brunei từ ngày 16 tháng Giêng năm 2013.
Trong nhiệm vụ này, Đức Tổng giám mục Chilali đã ra vào Việt Nam hơn 70 lần. Cũng nên nhắc lại rằng, trong bài giảng thánh lễ khai mạc Đại hội Thánh mẫu toàn quốc tại La Vang ngày 13 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Chilali nói rằng, tự do tôn giáo không phải là một cái gì tùy tiện trong tay các nhà chức trách, nhưng tự do tôn giáo là một quyền trong tay của người dân. Nhiều người trên thế giới ước mong rằng quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam phải được tôn trọng hơn, phải được thực thi đầy đủ hơn, và Hội Thánh Công giáo phải được nhìn nhận như một nguồn thiện ích hơn là một vấn nạn cho đất nước. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Khai giảng lớp đào tạo giáo lý viên khóa 10. Chiều mùng 10 tháng 9 vừa qua, Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn đã tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo giáo lý viên khóa 10 tại hội trường Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn. Đến tham dự lễ khai giảng có quý cha trong Trung tâm Mục vụ, quý nữ tu và giáo lý viên các cấp. Sau những giây phút khai mạc, cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, giám đốc Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, đã có bài diễn văn khai mạc. Trong bài nói chuyện, cha Phêrô có lời khen ngợi các giáo lý viên. Đồng thời, cha lược sơ qua tâm lý các lứa tuổi và chương trình học các năm qua để giúp cho các giáo lý viên nhận ra rằng ban đào tạo chỉ tạo điều kiện, còn Chúa Thánh Thần là tác nhân chính. Cha cũng nhấn mạnh, để có khả năng đáp ứng nhu cầu của các em, giáo lý viên phải rèn luyện bản thân để hiểu biết về Thiên Chúa và con người, như câu khẩu hiệu, hiểu biết để phục vụ hiệu quả hơn. Cái đó là thánh lễ khai giảng. Trong bài giảng thánh lễ, cha An Tôn Nguyễn Quang Chẩn nhắc đến cách Chúa Giêsu mời gọi sửa lỗi theo ba bước. Đầu tiên, chỉ mình và người lỗi. Kế tiếp, mình và thêm hai ba người. Cuối cùng, mình và cả cộng đoàn. Chúa Giêsu là tình yêu, nên Ngài chỉ cách sửa lỗi bằng yêu thương và tôn trọng. Muốn sửa lỗi anh chị em, phải thấm đẫm lời Chúa, hiểu biết và sống như Chúa Giêsu. Cha An Tôn đúc kết, giáo lý viên hãy ý thức đâu là điều Thiên Chúa mời gọi trong năm nay để giúp anh chị em sửa lỗi và giao hòa với Thiên Chúa. Sau bài giảng, cha Phêrô đã phát chứng chỉ tốt nghiệp cho các giáo lý viên cấp 1 và cấp 2. Khóa 10 đào tạo giáo lý viên năm nay gồm có 276 giáo lý viên, trong đó có 137 giáo lý viên cấp 1, 91 giáo lý viên cấp 2 và 48 giáo lý viên cấp 3. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco ban hành tự sắc về vấn đề dịch các bản văn phụng vụ. Hôm thứ Bảy, mùng 9 tháng 9 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố một tông thư dưới hình thức tự sắc của Đức Thánh Cha Francisco sẽ bắt đầu áp dụng vào ngày mùng 1 tháng 10 sắp tới. Tông thư ban hành theo dạng tự sắc có tựa đề là Magnum Principium. Qua đó, một số điểm của điều 838 trong bộ giáo luật được sửa đổi, được Đức Thánh Cha ký ngày mùng 3 tháng 9 vừa qua, nhằm sửa đổi điều 838 của bộ giáo luật về vấn đề dịch các bản văn phụng vụ sang các ngôn ngữ bản địa. Kể từ Công đồng Vatican II, công việc dịch các bản văn phụng vụ đã được quy định bởi các quy luật và các hướng dẫn rất rõ ràng do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Đó là Bộ Phụng Tử Thánh và Kỷ luật các Bí tích. Chẳng hạn, huấn thị của Hội đồng Thực thi Hiến chế Phụng vụ
ngày 25 tháng Giêng năm 1969. Bộ Giáo luật năm 1983. Huấn thị Liturgiam Authenticam ngày 28 tháng 3 năm 2001. Căn cứ vào những kinh nghiệm trong quá khứ, đôi khi cũng khó khăn, Đức Thánh Cha cho rằng nay là lúc thích hợp để một số nguyên tắc có từ thời Công đồng được tái khẳng định rõ ràng hơn và đưa vào thực hành. Một cách cụ thể, tự sắc Magnum Principium nhằm xác định rõ hơn các vai trò của Tòa Thánh và của các hội đồng giám mục trong công việc tế nhị và phức tạp này, vốn đòi hỏi một sự hợp tác thường xuyên, một tinh thần tin tưởng lẫn nhau, trong thái độ tôn trọng phần việc riêng của nhau. Đây là công việc bao gồm việc dịch các sách, điển hình bằng tiếng Latin, hoặc là việc thích nghi có thể liên quan đến các bản văn và các nghi thức. Theo Điều 838 của Bộ Giáo luật đã được sửa đổi, các hội đồng giám mục có phận sự soạn thảo và phê chuẩn các bản dịch của các bản văn phụng vụ. Các bản dịch này phải trung thành tôn trọng ý nghĩa của bản văn gốc. Cuối cùng, các bản dịch này sẽ được trình cho Tòa Thánh để được xét duyệt hoặc chuẩn nhận. Trong bản hướng dẫn đọc tự sắc do Đức Tổng Giám mục Thư ký Bộ Phụng tự Arthur Roach viết, đi kèm với tự sắc, Đức Tổng Giám mục Roach kết luận, việc sửa đổi Bộ Giáo luật tất nhiên cũng bao gồm việc điều chỉnh Điều 64 của Tông Hiến Pastor Bonus, cũng như quy định về việc dịch thuật. Điều này có nghĩa là cần phải duyệt lại, chẳng hạn một vài số của Institutio Generalis Missalis Romani, quy chế tổng quát về sách lễ Roma, và Prenotanda, những điều cần biết trước về các sách phụng vụ. Ngay cả huấn thị Liturgiam Authenticam vốn quan trọng vì đặc biệt đề cập đến công việc phức tạp này và những công việc theo sau cũng phải được giải thích khi nó đòi hỏi sự phê chuẩn theo ánh sáng của Điều 838 mới. Cuối cùng, tự sắc quy định rằng Bộ Phụng Tự Thánh và Kỷ Luật Các Bí Tích cũng sẽ thay đổi các quy tắc riêng của mình trên cơ sở kỷ luật mới và trợ giúp các hội đồng giám mục thực thi nhiệm vụ của các ngài. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các giám mục Colombia hôm 7 tháng 9 vừa qua tại Bogota, qua bản dịch Việt ngữ của Vũ Văn An. Đức Thánh Cha tiếp tục bài diễn văn như sau. Các hiền huynh có thể cung ứng cho giới trẻ những gì? Họ thích cảm thấy được yêu thương. Họ không tin tưởng bất cứ ai coi thường họ. Họ tìm sự liêm chính và họ muốn được can dự. Các hiền huynh hãy chấp nhận họ với trái tim của Chúa Kitô và dỗ dành cho họ trong đời sống các giáo hội của các hiền huynh. Các hiền huynh đừng bán rẻ các niềm hy vọng và hoài mong của họ. Các hiền huynh hãy mạnh bạo nhắc nhở mọi người một cách rõ ràng và thanh thản rằng một xã hội dưới sự sai khiến của ma túy sẽ chịu một thứ chuyển hóa luân lý chuyên giao bán lửa hỏa ngục, gieo rác mầm mống tham nhũng, không thể nào kiềm chế được và tạo nên những thiên đường trốn thuế. Các hiền huynh có thể cung ứng cho các linh mục những gì? Tạm phẩm đầu tiên là trở thành người cha đối với họ, bảo đảm với họ rằng bàn tay sinh ra họ và sức giàu cho họ tiếp tục là thành phần của đời họ. Trong thời buổi kỹ thuật số này,
liên lạc với các linh mục của chúng ta ngay tức khắc là điều không khó. Thế nhưng, cõi lòng phụ thân của một giám mục không thể hài lòng với việc thông đạt hỏa hiếm, vô ngã và chỉ có tính cách chính thức với các linh mục của mình mà thôi. Một giám mục phải biết quan tâm xem các linh mục của mình hiện sống ở đâu và sống ra sao. Họ có thực sự đang sống như một môn đệ của Chúa Giê-xu không? Hay họ đã tìm thấy các hình thức sống an toàn khác như vững ổn về tài chính, hàm hồ về luân lý, sống hai mặt, hay ảo tưởng cận thị chỉ lo thăng tiến nghề nghiệp? Các linh mục có một nhu cầu hết sức sinh tử và khẩn thiết được gần gũi vì giám mục của họ, cả về thể lý lẫn xúc cảm. Họ cần biết họ có một người cha. Các linh mục thường xuyên mang gánh nặng sinh hoạt hàng ngày của giáo hội. Họ ở các tuyến đầu, liên tục bị bao vây bởi những con người gặp khó khăn chạy tới tìm kiếm nơi họ sự trợ giúp mục vụ. Người ta tiếp cận họ và kêu gọi trái tim họ. Các linh mục phải nuôi dưỡng đám đông, nhưng thực phẩm của Thiên Chúa không bao giờ là điều chỉ ban phát. Trái lại, nó chỉ có thể phát sinh từ sự nghèo khó riêng của ta, một sự nghèo khó gặp được sự giàu có phóng khoáng của Thiên Chúa. Xua đuổi đám đông và tự nuôi lấy mình bằng thứ ít ỏi mà mình có thể lấy làm của riêng một cách thiếu chính đáng, luôn là một cơn cám dỗ. Nên các hiền huynh hãy tỉnh táo đối với các cơ sở thiêng liêng của các linh mục mình. Các hiền huynh hãy luôn dẫn dắt họ tới miền Caesarea Philippi, nơi mỗi người họ, bằng kinh nghiệm Giô-đan riêng, có thể nghe Chúa Giê-xu đặt câu hỏi một lần nữa rằng, các con bảo thầy là ai? Lý do của việc mục nát từ từ thường dẫn tới cái chết của tình môn đệ luôn được tìm thấy nơi một cõi lòng hết khả năng trả lời rằng, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Kết quả là mất lòng can đảm hiến mình tự do, trong cảnh mơ hồ nội tâm và trong cảnh mệt lử của một trái tim hết khả năng đồng hành với Chúa trên đường lên Jerusalem. Các hiền huynh hãy tỏ lòng quan tâm đặc biệt tới việc tiếp tục đào luyện các linh mục của mình, từ lúc đầu tiên họ nghe tiếng gọi của Chúa trong cõi lòng họ. Văn kiện Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis mới công bố gần đây là một tài nguyên quý giá mà nếu thi hành nó sẽ giúp giáo hội ở Colombia trong các cố gắng nhằm đáp trả hồng ân của Thiên Chúa, Đấng không bao giờ ngưng mời gọi rất nhiều người con của giáo hội này vào chức linh mục. Tôi cũng xin các hiền huynh biểu lộ sự quan tâm đối với đời sống các người thánh hiến nam nữ. Họ đại diện cho việc từ bỏ tín thế gian của tin mừng. Họ được mời gọi thanh tẩy mọi tàn dư của các giá trị thế gian trong ngọn lửa các phúc thật, được mang ra sống không hào nhoáng và hoàn toàn từ bỏ mình để phục vụ người khác. Các hiền huynh đừng coi họ như các tài nguyên hữu ích đối với các công trình tông đồ. Nhưng ở nơi họ, hãy nghe thấy tiếng kêu của tình yêu thánh hiến. Lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến. Các hiền huynh cũng hãy quan tâm tới việc huấn luyện hàng ngũ giáo dân của mình, những người chịu trách nhiệm không những đối với sức mạnh của cộng đồng đức tin của họ, mà phần lớn còn chịu trách nhiệm đối với sự hiện diện của giáo hội trong đời sống văn hóa, chính trị và kinh tế. Việc huấn luyện trong giáo hội bao hàm việc tiếp xúc với đức tin sống động của cộng đồng giáo hội và lấy làm của riêng kho tàng kinh nghiệm và giải đáp được Chúa Thánh Thần linh hứng, vì Người là Đấng dạy dỗ ta mọi sự. Giờ đây, tôi muốn nghĩ đến các thách thức đang đặt ra cho giáo hội tại Amazonia, một vùng mà các hiền huynh tự hào một cách chính đáng, vì đây là một thành phần chủ yếu của tính đa dạng sinh thái hết sức đáng chú ý của xứ sở này. Amazonia đối với tất cả chúng ta là một thước đo có tính quyết định xem liệu xã hội chúng ta, một xã hội thường làm mồi cho chủ nghĩa duy vật và thực dụng, có khả năng duy trì được điều ta đã nhận được một cách nhưng không, không bóc lột nó nhưng làm cho nó sinh hoa trái hay không.
tôi đặc biệt nghĩ đến sự khôn ngoan sâu sắc của các sắc dân bản địa của vùng Amazon. Và tôi tự hỏi không biết chúng ta có còn khả năng học hỏi ở họ tín thánh thiêng của sự sống, lòng tôn kính thiên nhiên và việc thừa nhận rằng một mình kỹ thuật mà thôi không đủ đem lại thỏa mãn hoàn toàn cho đời ta và giải đáp các câu hỏi gây bối rối nhất của chúng ta. Vì lý do trên, tôi khuyến khích các hiền huynh đừng bỏ rơi giáo hội tại vùng Amazon để nó một mình. Tạo ra khuôn mặt Amazon cho giáo hội lữ hành của lãnh thổ này là một thách đố cho tất cả các hiền huynh. Và điều này kêu gọi phải có một sự hỗ trợ truyền giáo mỗi ngày, một có ý thức nhiều hơn về phía mọi giáo phận và toàn bộ hàng giáo sĩ của quốc gia. Tôi được biết trong một số ngôn ngữ bản địa của vùng Amazon, ý niệm bạn được phiên dịch là cánh tay kia của tôi. Mong các hiền huynh trở thành cánh tay kia của vùng Amazon. Colombia không thể chặt cánh tay ấy mà không làm méo mó khuôn mặt và linh hồn của nó. Các hiền huynh thân mến, giờ đây chúng ta hãy dùng tinh thần hướng về Đức Mẹ Mân Côi Chiquinquirá, mà ảnh của Ngài, các hiền huynh đã lưu tâm mang từ đền thánh của Ngài tới nhà thờ chính tòa lộng lẫy của thành phố này, để tôi cũng có thể được tôn kính Ngài. Như các hiền huynh đã biết, Colombia không thể đạt được sự đổi mới thực sự mà nó hằng mong ước, nếu điều đó không do ơn trên ban cho. Chúng ta hãy xin ơn đó của Chúa qua nữ trinh diễm phúc. Như Thiên Chúa đã canh tân vẻ huy hoàng của nhan thánh mẹ người ở Chiquinquirá thế nào, thì xin người cũng tiếp tục chiếu rọi ánh sáng thiên cung như thế trên khuôn mặt của toàn bộ xứ sở này, và đồng hành với giáo hội ở Colombia bằng sự chúc lành nhân hậu của người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco với các giám mục Colombia hôm mùng 7 tháng 9 vừa qua tại Bogota trong chuyến viếng thăm 5 ngày của Ngài tại đây. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về Thiên Chúa là đấng ban ơn tha thứ, về lịch sử hình thành bí tích và những việc cần làm khi lãnh nhận bí tích này. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về thừa tác viên, hiệu quả và cách thức cử hành bí tích hòa giải. Trước hết, về thừa tác viên của bí tích. Vì Đức Kitô đã trao cho các tông đồ thừa tác vụ giao hòa, nên các giám mục kế nhiệm các ngài và các linh mục là những cộng sự viên của giám mục tiếp tục thi hành tác vụ này. Nhờ bí tích truyền chức, các giám mục và linh mục có quyền tha tội nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Có một số tội nặng đặc biệt, ai phạm sẽ bị vạ tuyệt thông. Đây là hình phạt rất nặng theo giáo luật, cấm không cho nhận các bí tích và hành xử một số tác vụ trong hội thánh. Theo giáo luật quy định, chỉ có Đức Giáo Hoàng, giám mục địa phận hay một số linh mục được ủy quyền mới có quyền tha những loại vạ này. Tuy nhiên, trong trường hợp nguy tử, bất cứ linh mục nào vẫn có thể tha hết các tội và tha hết mọi vạ tuyệt thông. Thừa tác vụ hòa giải rất cao trọng, vì thế đòi hỏi các cha giải tội phải tôn trọng và tế nhị với người xưng tội. Do đó, hội thánh buộc mọi linh mục khi giải tội phải giữ kín tuyệt đối mọi tội mà hối nhân đã xưng thú. Ai vi phạm sẽ mắc vạ nặng nề. Vị linh mục
không có quyền tỏ ra bên ngoài những gì biết được khi giải tội. Bí mật tòa giải tội không chấp nhận luật trừ nào. Đây là ấn tín bí tích, vì tất cả những gì hối nhân xưng thú đều được bí tích niêm ấn. Về hiệu quả của bí tích hòa giải. Bí tích hòa giải phục hồi chúng ta trong ơn nghĩa Chúa và liên kết chúng ta với người trong tình bằng hữu thắm thiết và cao cả. Mục đích và hiệu quả của bí tích này là giao hòa hối nhân với Thiên Chúa. Ai lãnh nhận bí tích giao hòa với lòng thống hối và đạo đức, lương tâm sẽ được bình an thư thái. Bí tích này giao hòa hối nhân với hội thánh, tái tạo sự hiệp thông huynh đệ mà tội lỗi làm tiêu hao hay cắt đứt. Theo nghĩa này, bí tích giao hòa không những chữa lành hối nhân, vừa được hiệp thông lại với hội thánh, mà còn làm cho hội thánh thêm sức sống sau khi đã phải đau khổ vì tội lỗi của các chi thể. Việc giao hòa với Thiên Chúa còn dẫn tới những sự giao hòa khác là chữa lành các vết thương do tội. Khi được tha thứ, hối nhân được giao hòa với chính mình, nhờ đó tìm lại được chính mình, được giao hòa với anh em là những người họ đã xúc phạm và gây thương tổn, được giao hòa với hội thánh và vạn vật. Khi phó thác cho Thiên Chúa nhân từ xét xử, tội nhân nhận trước sự phán xét mà họ phải chịu khi lìa đời. Chỉ có con đường hoán cải mới đưa chúng ta vào nước trời, nơi kẻ mắc tội trọng bị loại trừ. Khi thống hối và tin tưởng quay trở về với Chúa Kitô, tội nhân sẽ từ cõi chết bước vào cõi sống và khỏi bị xét xử. Khi nói đến hiệu quả của bí tích hòa giải, chúng ta cũng cần đề cập đến vai trò của ân xá. Vì giáo lý về ân xá và việc áp dụng các ân xá trong hội thánh có liên hệ mật thiết với các hiệu quả của bí tích hòa giải. Trước hết, ân xá là việc tha những hình phạt tạm do tội gây nên. Muốn hưởng nhờ ân xá, người Kitô hữu phải hội đủ điều kiện và thi hành những điều hội thánh quy định. Tùy việc tha vạ một phần hay toàn bộ hình phạt tạm mà chúng ta gọi là ơn tiểu xá hay ơn đại xá. Mọi tín hữu đều có thể hưởng ân xá hoặc nhường cho các tín hữu đã qua đời. Để hiểu giáo lý và cách thực hành của hội thánh, chúng ta phải biết tội có hai hậu quả. Tội nặng làm cho chúng ta không được hiệp thông với Thiên Chúa, nên không được hạnh phúc vĩnh cửu. Sự mất mát này gọi là hình phạt đời đời. Ngoài ra, tất cả các tội dù là nhẹ đều có sự quyến luyến lệch lạc với thụ tạo, nên cần được thanh tẩy hoặc ngay đời này, hoặc sau khi chết trong luyện ngục. Sự thanh luyện đời này cũng như đời sau giải thoát chúng ta khỏi hình phạt tạm. Những hình phạt này không phải là hình thức báo thù mà Thiên Chúa giáng xuống trên chúng ta, nhưng xuất phát từ bản chất của tội. Nếu tội nhân hoán cải do đức mến thiết tha thúc đẩy, họ có thể được thanh luyện hoàn toàn, đến độ không cần một hình phạt nào nữa. Hội thánh cũng tuyên xưng mầu nhiệm các thánh thông công. Kitô hữu không đơn độc khi cố gắng thanh luyện khỏi tội lỗi và thánh hóa bản thân nhờ ơn Chúa. Trong mầu nhiệm các thánh thông công, các tín hữu, những người đã về quê trời, những người còn đền tội nơi luyện ngục hay những người đang lữ hành trên trần gian, tất cả đều liên kết với nhau trong tình yêu bền vững và chia sẻ với nhau những điều thiện hảo. Hội thánh gọi đây là kho tàng của hội thánh, là công đức vô giá vô lượng trước nhan Thiên Chúa. Kho tàng này cũng bao gồm những lời cầu khẩn và việc lành của Đức Maria và các thánh. Chính Thiên Chúa ban ân xá qua hội thánh. Nhờ quyền cầm buộc và tháo cởi do Đức Kitô ban,
Hội Thánh chuyển cầu cho người Kitô hữu và mở cho họ kho tàng công phúc của Đức Kitô và các thánh. Vì những tín hữu đã qua đời đang chịu thanh luyện cũng là thành phần của cộng đoàn dân thánh, nên một trong những cách thức chúng ta có thể giúp họ là nhờ các ân xá để họ được tha các hình phạt tạm trong luyện ngục. Kế đến là việc cử hành bí tích hòa giải. Cũng như các bí tích khác, bí tích hòa giải là một hoạt động phụng vụ. Thường việc cử hành bí tích này diễn tiến như sau. Lời chào và chúc lành, có thể đọc một đoạn lời Chúa để soi sáng lương tâm hối nhân và giúp họ dục lòng ăn năn, khuyên nhủ hối nhân hoán cải. Sau đó, hối nhân xưng thú tội lỗi của mình với linh mục. Linh mục đưa ra những lời khuyên nhủ, ra việc đền tội, và sau đó linh mục đọc công thức xá giải. Sau cùng là lời tạ ơn và ra về với phép lành của linh mục. Bí tích thống hối cũng có thể được cử hành cách cộng đoàn, nghĩa là việc xưng tội và giải tội cá nhân được tiến hành trong một cử hành phụng vụ lời Chúa, với việc đọc sách thánh và diễn giảng. Cộng đoàn được hướng dẫn xét mình, xin ơn tha thứ, đọc kinh lạy cha và cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa. Trong trường hợp thật khẩn cấp, có thể cử hành bí tích hòa giải tập thể, nghĩa là khi gần cơn nguy tử mà một hay nhiều linh mục không đủ thời gian nghe từng hối nhân xưng tội. Trong trường hợp này, người tín hữu phải quyết tâm xưng riêng những tội trọng khi thuận tiện, để bí tích giao hòa được hoàn thành. Tuy nhiên, cũng cần phải nhắc lại rằng, trong các dịp đại lễ hay hành hương, số đông tín hữu đến xưng tội không được coi là trường hợp khẩn thiết để giải tội tập thể. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, bí tích hòa giải dựa trên cử chỉ căn bản là hối nhân ăn năn thống hối, xưng thú tội lỗi, và lời xá giải của linh mục nhân danh hội thánh. Qua linh mục, Thiên Chúa ban ơn tha thứ cho hối nhân và cho họ giao hòa cùng hội thánh. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ bước qua phần tìm hiểu về bí tích sức dầu bệnh nhân. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn. Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã biết lý do tại sao khi đang đọc sách ngôn sứ Amos, Hosea, chúng ta ngừng lại để đọc sách các vua quyển thứ hai. Hôm nay, Đức cha Phêrô tiếp tục giúp chúng ta giải đáp một vài câu hỏi nữa, đó là lý do tại sao dân Israel phải bị đi lưu đày. Họ đã rút ra được bài học gì qua cuộc lưu đày này? Thưa các anh chị, thì hôm nay tôi tập trung vào có hai điểm thôi để chia sẻ với các anh chị. Điểm thứ nhất là sẽ nói về lưu đày. Và điểm thứ hai sẽ nói về một từ ngữ mà không biết là khi đọc sách các vua quyển thứ hai có ai quan tâm không. Đó là cái từ số sót. Bây giờ chúng ta nói đến lưu đày.
Ở trong chương 24 và chương 25 của sách Các Vua quyển thứ hai, ta thấy nói đến hai cuộc lưu đày. Các anh chị mở sách Thánh Kinh ra, sách Các Vua quyển thứ hai, thì sẽ thấy cuộc lưu đày thứ nhất ở chương 24 câu 10 đến câu 17. Ta thấy kể như thế này: khi ấy các thuộc hạ của Nabucodonosor vua Babylon tiến lên đánh Jerusalem và thành bị vây hãm. Nabucodonosor vua Babylon đến đánh thành trong khi các thuộc hạ của vua vây hãm thành. Jehoiakim vua Juda cùng với mẹ vua, các thuộc hạ, các tướng lãnh và thái giám của vua ra hàng vua Babylon. Vua đã bị bắt vào năm thứ 8 triều vua Babylon. Vua Nabucodonosor đưa mọi kho tàng của nhà Đức Chúa và các kho tàng của hoàng cung ra khỏi đó. Vua đập bể mọi đồ bằng vàng mà Salomon vua Israel đã làm để dùng trong đền thờ Đức Chúa như Đức Chúa đã phán. Vua bắt toàn thể Jerusalem, mọi tướng lãnh và mọi dũng sĩ đi đầy, tất cả là 10.000 người phải đi đầy, cùng với mọi thợ rèn và thợ làm khóa, không sót lại một ai trừ dân cùng đinh trong xứ. Thấy không? Đó là cuộc đi đầy lần thứ nhất. Chưa hết, còn có một cuộc lưu đày lần thứ hai ở chương 25. Từ câu 8 trở đi, Jerusalem bị cướp phá đó, và cuộc lưu đày thứ hai. Hai cuộc lưu đày. Thật là đau đớn cho một dân tộc. Thế nhưng ở đây chúng ta không chỉ có ý học lịch sử, biết lịch sử, mà quan trọng là mình suy nghĩ cho đời sống đức tin. Thế thì lưu đày là cái gì? Nếu mà cứ nhìn vào lịch sử của Israel và cái biến cố dân chúng và vua bị đưa đi lưu đày, thì tôi nghĩ mình có thể thấy một cách rất đơn giản, lưu đày là đánh mất quê hương. Mất quê hương, không còn có cái quê hương của riêng mình nữa, mà bây giờ bị đi đầy sang Babylon, bị đầy sang một xứ sở khác. Và cùng với việc mất quê hương đó là mình không còn quyền làm chủ. Dân Israel không có quyền làm chủ vận mệnh của dân tộc và đất nước mình nữa. Cái quyền đó bây giờ ở trong đế quốc Babylon. Cái quyền đó bây giờ thuộc tay một nhóm người khác, chứ không phải của chính dân Israel. Mà tại làm sao lại dẫn đến cái cuộc lưu đày đó? Chúng ta không thể trả lời một cách chủ quan được. Ở đây là mình phải trở về với Thánh Kinh thôi. Tôi lấy một vài ví dụ, các anh chị mở chương 23 đó. Chương 23 câu 37. Không biết là tuần vừa rồi đọc sách Các Vua có để ý những chi tiết rất nhỏ như thế này không? Hay là mình cứ thế lặp đi lặp lại hoài, mình đọc thấy chán á? Chương 23 câu 37. Ta thấy tác giả viết làm sao? Đấy, vua đã làm điều dữ. Bây giờ thêm một câu nữa nhé, đó là 24:19. Chương 24 mà câu 19. Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, hệt như vua Jehoiakim. Cái câu trả lời nó nằm ở đây. Lý do nào, nguyên nhân nào dẫn đến
tình trạng lưu đày của cả một dân tộc. Người ta sẽ có thể đưa ra những cái lý do chính trị này, kinh tế này, quân sự này, xã hội. Bởi vì lúc bấy giờ vương quốc Juda yếu quá rồi, bởi vì lúc bấy giờ đế quốc Babylon hết sức là hùng mạnh, bởi vì lúc bấy giờ tình trạng chính trị xã hội thế này thế kia, rất nhiều lý do. Nhưng tác giả Thánh Kinh đưa ra câu trả lời: vua đã làm sự giữ trái mặt Đức Chúa. Cái nguyên nhân sâu xa nhất là cái chỗ đó. Ngày hôm nay mình gọi đơn giản đó là tội lỗi. Không trung thành với Thiên Chúa của giao ước. Và chính vì không trung thành như thế, cho nên dân đã phải đón nhận một cái hậu quả hết sức là bi đát. Đó là cả một dân tộc bị đưa đi lưu đày. Thế nhưng nếu ta chỉ ngừng ở đây thì buồn quá. Phải khám phá ra ngay trong cuộc lưu đày có những giá trị tích cực. Có những giá trị rất tích cực cho đời sống của dân Chúa. Bởi vì trong tình trạng lưu đày đó, người ta mới ý thức lại, mới hồi tâm, ý thức lại là mình đã đánh mất mối tương quan với Thiên Chúa. Ý thức lại rằng mình đã không trung thành với giao ước ký kết với Thiên Chúa. Và vì thế mình phải chịu cái hậu quả như thế này. Và nhờ sự hồi tâm như vậy thì sẽ có một bước kế tiếp là hoán cải. Hoán cải. Chính vì thế mà khi ta đọc sách ngôn sứ Isaiah, ta sẽ bắt gặp cái sứ điệp hy vọng, chứ không phải là thất vọng. Không phải chỉ là Isaiah mà các ngôn sứ khác, các ngài rao giảng một sứ điệp tràn trề hy vọng. Sở dĩ tôi nhấn mạnh đến hai cuộc lưu đày này là bởi vì trong cử hành phụng vụ của chúng ta, và đặc biệt là trong mùa chay đó, các anh chị có nhớ không, là mình hay được nhắc về những cuộc lưu đày này lắm. Bên sông Babylon ta ngồi, ta khóc, ta nhớ Sion. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Phong trong những phút cầu nguyện. Vì yêu, Chúa đã cho con làm người, cho con được sống giữa đời chữ tốt tươi. Cảm tạ Chúa muôn muôn lần, tin yêu vào Chúa sớm chiều suốt cuộc đời con. Xin cho con suốt đời yêu Chúa, xin cho con suốt đời yêu người, là điều răn Chúa muốn con thực thi. Xin cho con giữa đời nhân thế biết phấn đấu không ngại khó khăn, để từ đây danh Chúa rạng ngời. Ngày ngày con sống trong bao niềm vui, quanh con còn có những người đang khóc than, đau thương đôi nghèo héo hon thân gầy, cho con tìm đến mỡ lòng rất chia tình thương. Xin cho con suốt đời yêu Chúa, xin cho con suốt đời yêu người, là điều răn Chúa muốn con thực thi. Xin cho con giữa đời nhân thế biết phấn đấu không ngại khó khăn, để từ đây danh Chúa rạng ngời.
Có một cô gái thường hay than thở với cha rằng, sao cô cứ gặp hết trắc trở này rồi lại đến bất hạnh khác, khiến cô không biết phải ứng phó như thế nào. Nhiều lúc quá mệt mỏi vì phải vật lộn với cuộc sống, cô muốn buông xuôi để mặc kệ cho dòng đời đẩy đưa. Cha cô vốn là một đầu bếp. Một lần kia, nghe con gái than thở, ông dẫn cô xuống bếp. Ông đặt ba nồi nước lên lò và bật lửa thật to. Khi ba nồi nước sôi, ông lần lượt cho cà rốt, trứng và hạt cà phê vào từng nồi, rồi tiếp tục đun, không nói một lời. Khoảng nửa giờ sau, người cha tắt bếp, lần lượt múc cà rốt, trứng và cà phê vào từng tô. Sau khi cô con gái lần lượt dùng thử, người cha giải thích, ba loại thực phẩm này đều gặp phải một nghịch cảnh như nhau, đó là nước sôi. Tuy nhiên, mỗi thứ lại phản ứng thật khác nhau. Cà rốt ban đầu trông rắn chắc, nhưng rất mềm sau khi đun chín. Còn trứng lúc chưa luộc thì lỏng và dễ vỡ, nhưng sẽ đặc và chắc hơn sau khi luộc chín. Cuối cùng, hạt cà phê thì thật là kỳ lạ. Sau khi đun sôi, nước của chúng trở nên đậm đà. Người cha quay sang hỏi cô con gái, còn con sẽ phản ứng theo loại nào khi gặp nghịch cảnh? Con sẽ như củ cà rốt, bề ngoài trông rất cứng cáp, nhưng chỉ với một chút khó khăn đã trở nên yếu đuối, chẳng còn chút nghị lực nào. Hay con sẽ là quả trứng, khởi đầu với trái tim mỏng manh và tâm tính dễ thay đổi, nhưng sau khi vượt qua những nghịch cảnh, bận tật, mất việc, chia tay, con sẽ chín chắn và cứng cáp hơn. Hoặc con sẽ giống như hạt cà phê, loại hạt này không thể có hương vị ngon nhất nếu không được đun sôi. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Gia-cô-bê tông đồ cho chúng ta thấy những lợi ích khi đón nhận thử thách. Đức tin mạnh mẽ, lòng cậy trông kiên nhẫn, hăng say làm việc thiện và trở nên con người hoàn hảo, như lời Thánh Nhân nói. Anh em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. Vì như anh em biết, đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn. Chớ gì anh em chứng tỏ lòng kiên nhẫn đó ra bằng những việc hoàn hảo. Để anh em nên hoàn hảo, không có chi đáng trách, không thiếu sót điều gì. Cuộc đời mỗi người không thiếu và không tránh khỏi những điều bất ưng, thậm chí còn họa vô đơn trí. Kinh Thánh Mặc Khải cho chúng ta biết đau khổ nói chung là một mầu nhiệm, vì đó là hậu quả của nguyên tội mà con người phải gánh chịu. Tuy nhiên, phần lớn những điều bất hạnh trong xã hội đều do con người trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra, chẳng hạn giết người, các tệ nạn xã hội, chính quyền ra các chính sách sai lầm, thương trường gây ra những cuộc khủng hoảng kinh tế, các hiểm họa thiên tai do con người không tôn trọng quy luật tự nhiên mà Thiên Chúa đã đặt để. Đứng trước đau khổ của cuộc đời, chính thái độ phản ứng của chúng ta, chứ không phải nghịch cảnh, sẽ làm cho chúng ta trải nghiệm hạnh phúc hay bất hạnh. Với ơn Chúa trợ giúp, chúng ta sẽ có đủ sức mạnh để giữ vững niềm tin và hy vọng, hầu có thể đối diện với nghịch cảnh. Chính lúc đó, đau khổ lại trở thành cái cớ thanh luyện đức tin của chúng ta trở nên mạnh mẽ, như sắt phải được tôi qua lửa để trở thành thép cứng, như vàng phải chịu thử lửa
thì mới là vàng thật. Cuối cùng, chúng ta vẫn trải nghiệm được niềm vui nếu chúng ta đón nhận những thử thách của cuộc đời trong niềm tin phó thác và yêu mến Chúa. Bởi vì đau khổ quả là điều hữu ích để giúp con học biết thánh chỉ Ngài. Lạy Chúa Giêsu, Ngài là Thiên Chúa mà chẳng quản ngại đón nhận bản tính con người yếu đuối của chúng con và đã trải qua mọi đau khổ của kiếp người. Xin cho chúng con, mỗi khi gặp sóng gió cuộc đời, biết nhìn lên thập giá Chúa để nhận ra rằng mỗi đau khổ của chúng con đều có bóng dáng Ngài đang đồng hành với chúng con. Amen. Cho con biết sống vui trong tình thương, khoan dung từ ai, chân thành chứ thiết tha, luôn luôn sống đời chứng nhân nước trời, đem tin mừng đến với người sống không niềm tin. Xin cho con suốt đời yêu Chúa, xin cho con suốt đời yêu người, là điều rằng Chúa muốn con thực thi. Xin cho con giữa đời nhân thế, biết phấn đấu không ngại khó khăn, để từ đây danh Chúa ra. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.